Dạ, con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên online ạ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quyên. Con kính thưa quý sư ạ. Dạ, con có thắc mắc này, kính mong quý sư giải đáp giúp con với ạ. Câu hỏi của con là, người khuyết tật có khiếm khuyết trên thân thể thì có khả năng chứng ngộ thánh đạo A-la-hán, thánh quả A-la-hán ngay trong kiếp sống đó không ạ? Dạ, nếu câu trả lời là có thì quý sư có thể cho con xin bài kinh về người khuyết tật có khiếm khuyết trên thân thể mà vẫn có khả năng chứng ngộ đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp sống đó không ạ? Con chân thành cảm ơn quý sư ạ. Người khuyết tật thì nếu mà là một cái người khuyết tật mà không phải là do bẩm sinh ấy, mà do một cái tai nạn nào đấy thì không vấn đề gì, vẫn tu tập được, vẫn chứng đắc đạo quả được. Còn có một số người khuyết tật mà là do bẩm sinh, mà là cái người này là do cái quả của nghiệp khiến cho khi đi cái tâm tục sinh của họ ấy tái sinh bằng cái tâm thiện quả vô nhân, tức là bị ấy tâm thiện thọ xả quả vô nhân, tức là tâm quan sát. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì cái người đấy, vì cái tâm quan sát nó chỉ có 11 tâm hoặc là 12 tâm nếu như nó có hỷ, thì cái số lượng tâm nó rất là ít. Nó sẽ khi nó vào bào thai, nó sẽ làm cho cái bào thai đó bị thiếu mất một trong 6 căn. Ví dụ như bị đó bị mù, bị điếc, bị ngọng, bị câm, bị liệt, bị tâm thần. Thì khi sinh ra mà là một cái người dị tật bẩm sinh như vậy thì thường thường họ là những cái người vô nhân, và cái người vô nhân thì không thể tu chứng đắc thần thông đạo quả được, cho nên là Đức Phật không cho người vô nhân rút ra, nên người đấy không được rút ra. Còn như những cái người mà bị dị tật mà là do cái tai nạn gì đó thì vẫn tu tập chứng đắc đạo quả được. Ví dụ như là trong những cái đây là trong những cái câu chuyện của các bậc trưởng lão, tức là các cái vị tỳ kheo tu tập ở trong rừng chẳng hạn, có những vị bị con cọp nó bắt, nó ăn từ trên chân ăn lên đến đầu, mà trong khi nó ăn đấy vị ấy vẫn thực hành thiền quán, khi nó ăn lên đến ngực là vị nó chứng A-la-hán. Thì cái này ở trong các cái sách chú giải thì vẫn có nói. Hay là có vị tỳ kheo đang tu ở trong rừng có nhóm cướp đến và muốn giết vị này, là do vị này khi chưa là triệu phú, nhà có hai anh em, vị ấy đi xuất gia nhường hết tài sản lại cho người em, nhưng mà cái người vợ của người em ấy nghĩ rằng cái ông anh cha chồng này ông đi tu, biết ông có chịu tu không, hay một lúc nào đó ông lại trở về thì mình lại phải trả tài sản cho ông ấy, chi bằng thuê người giết ông đi. Thì cái đám cướp này vào nói rõ nguyên nhân như thế, thì vị tỳ kheo này nói xin cho tôi sống một đêm nay thôi, nhưng mà đám cướp này không đồng ý, và những ngày trốn mất thì vị đó dùng cái hòn đá đập vỡ chân mình để mình không biết rằng là mình không đi đâu được, để chỉ xin sống thêm một đêm. Thì và trong đêm đấy vị đấy tu chứng A-la-hán. Thì trong cái cảm giác đau đớn như vậy, vị đấy vẫn quán được, vẫn thực hành thiền quán, do vì nó đã thực hành thiện xảo từ trước rồi. Đến cái giờ đấy nó kinh cảm hơn, quyết liệt hơn, tu tập cao độ hơn, và vì đó vẫn tu chứng được. Thì đấy là những cái người khuyết tật khi gặp những cái tai nạn ở hiện tại thì có nói, chứ còn không có nói đến cái người nào mà khuyết tật bẩm sinh mà có chứng được A-la-hán thì không có nói đến. Nhưng mà một cái người khuyết tật do một cái tai nạn rủi ro nào đấy thì không sao, thì vẫn tu tập được. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ An ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, tỉnh giác là tâm sở gì ạ? Nó có chức năng gì ạ? Tỉnh giác ở đây thì cũng có nói một cái từ khác, từ chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác, hay là tỉnh giác chánh niệm. Thì hay là nếu như mà mình nghĩ rằng tỉnh giác, hay là mình nghĩ rằng tỉnh giác ở đây là trí tuệ để quan sát. Tỉnh giác thì mình cũng có thể nói là cái tâm sở đấy là tuệ quyền chẳng hạn. Vị đấy biết, tức là có cái trí tuệ mà minh sát, trong cái sự mà thực hành minh sát, vị đấy biết rõ, biết rõ các cái danh sắc mà nó đang sinh diệt, các cái oai y vi đi đứng nằm ngồi, nhưng mà vị đó không có thấy bằng cái thân mà theo tục đế này, mà vị đó thấy bằng cái thân chân đế. Cái thân này là những cái sắc pháp, cái tâm là những cái danh pháp, và nó đang sinh diệt liên tục.
thì đó tỉnh giác trên cái tính vô thường của vô ngã của nó, thì cái đấy cũng có thể là gọi là tuệ chi cũng được. Thì đó nếu mà vì đó tuệ gọi là tuệ chi cũng được, thì nó là trí tuệ, hoặc là vì đó có thể gọi nó là chánh niệm. Chánh niệm thì vì đó ghi nhận những cái trạng thái đó. Thế thì nó là những cái một là tâm sở chánh niệm hay là trí tuệ thiện thế. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thành Trung ạ. Dạ, con thưa sư, tỉnh giác và chánh niệm là một hay là hai ạ? Tỉnh giác hay là chánh niệm thì nó chỉ là cái khái niệm, là cái danh từ tùy theo mình hiểu. Ví dụ như là mình hiểu rằng tỉnh giác là cái sự nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra, thì lúc đấy tỉnh giác sẽ là chánh niệm. Có những khi mình chánh niệm bị ấy nhận biết hơi thở vào, chánh niệm bị ấy nhận biết hơi thở ra, thì hai cái từ đấy nó là một, nếu như mà mình hiểu theo cái nghĩa đó. Còn nếu như mình hiểu theo cái nghĩa tỉnh giác, có nghĩa là tuệ chi quán sát được nó một cách rõ ràng. Nếu như vị đó tỉnh giác là để thấy một cách rõ ràng cái đối tượng đó, thì nó lại là tuệ. Tùy theo mình hiểu theo cái nghĩa nào, thì nó sẽ là cái tâm sở đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh. Dạ, con thưa sư, tu niệm có liên quan và hỗ trợ đến tu định như thế nào ạ? Niệm thì nó được hỗ trợ bởi tưởng. Ví dụ như là mình nhớ đến một cái gì đó một cách mạnh mẽ thì nó là niệm. Niệm nó được liên tục thì nó đạt đến nhất tâm. Vậy thì niệm nó sẽ hỗ trợ cho định. Nhưng ví dụ như là mình cứ nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra liên tục, rồi từ cái sự nhận biết miên mật không gián đoạn đấy thì nó đắc định. Thì nó đắc định thôi. Vậy cho nên là niệm là nhân, phát sinh là định. Nếu không có niệm thì không bao giờ có định. Có định thì nhất định là phải có niệm. Có niệm thì nhất định phải có tưởng. Thì những cái đấy nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Có tưởng thì nhất định phải có đối tượng để tưởng. Thì đó là những cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Tịnh. Dạ, con bạch sư, chỉ tu niệm thì có thể đắc niết bàn không ạ? Tu niệm mà mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì có đắc niết bàn nhé. Ví dụ như là vị đấy niệm thân, rồi vị đó thực hành viên mãn được cái niệm thân, rồi vị đó niệm về các cái sắc chân đế, rồi vị đó niệm được thọ, vị đó ghi nhận được thọ nó sinh nó khởi, rồi là các cái nhân sinh nó sự hoại diệt nó, con đường đưa đến diệt tận nó, các cái tâm cũng thế, thì nó niệm được tâm, ghi nhận được tâm, thì tất cả những cái tâm này nó sẽ đi cùng với nhau. Ví dụ niệm nó không đi một mình bao giờ, mà chẳng qua là mình trong kinh đôi khi Đức Phật chú trọng đến tâm sở này, đôi khi chú trọng tâm sở khác. Niệm bao giờ nó cũng đi cùng với tín, rồi mới đi đến niệm, rồi là tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh, thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích tâm, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm và trí tuệ. Thì niệm nó sẽ đi kèm với những cái tâm đó, chứ không bao giờ nó đi một mình. Cho nên là nó cũng có, trong niệm nó cũng có định, trong niệm nó cũng có tuệ, để nó đi cùng với nhau. Cho nên là gọi là chánh niệm bởi vì nó nổi trội hơn một chút. Để lúc nào mình cũng ghi nhận. Nhưng mà trong lúc mình chánh niệm nó cũng có trí tuệ, quan sát. Trong lúc mình chánh niệm đấy nó cũng có nhất tâm, giữ tâm trên đối tượng. Nó đi cùng với nhau, nó chỉ nổi trội hơn các cái tâm khác một chút thôi. Cho nên có thực hành cái niệm này là rõ ràng là con đường đi đến Niết Bàn, không phải là không. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Liên ạ. Dạ, con kính thưa sư, tầng thiền định hỗ trợ cho việc thực hành thiền minh sát và phát triển trí tuệ như thế nào ạ? Tập thiền định nhé. Dạ, tầng thiền định ạ. À, tầng thiền định hỗ trợ cho thiền minh sát đấy nhỉ? Dạ. Và phát triển trí tuệ. Nó hỗ trợ bằng cái cách nó là khi mà mình nhập vào một cái tầng thiền rồi thì cái tâm mình nó xa lìa được năm thiền cái. Thứ nhất là cái tâm nó có định tĩnh, và nó có được cái tâm định tĩnh và nó trong sáng,
thuần tịnh. Cái tâm ấy là cái tâm trong sáng thuần tịnh. Nó có một cái uy lực của cái định đó rất là cao, cái ánh sáng trí tuệ nó sáng rực rỡ. Và chính nhờ cái ánh sáng của định đấy, mình mới thấy được những cái pháp chân đế. Tức là mình mới quán được những cái hạt sắc, anapa, sắc pháp, nó mới sinh khởi rõ ràng. Mình không có cái định mạnh thì mình sẽ thấy nó rất là mờ hoặc thấy nó không rõ. Rồi mình sẽ thấy được những cái đặc tính của các cái tâm sở. Thì mình cũng có thể thấy được cái tính duyên sinh của nó, tính duyên diệt của nó, thấy tính vô thường của vô ngã của nó. Khi mình xuất ra khỏi thiền định, thì cái năng lực của cái tâm định tĩnh đấy, nó thấy những cái pháp đó rất là rõ, rất là dễ, rất là nhanh chóng. Và từ đấy mình sẽ đi chứng đắc đạo quả rất là an nhàn. Còn nếu mà người nào mà đi thực hành trực tiếp vào thiền tuệ thì cũng được, nhưng mà vì nó không có cái sự hỗ trợ của tầng thiền cho nên cái tâm nó rất là mệt, nó rất là mệt mỏi, nó rất là căng thẳng, nó rất là khó chịu. Và cái con đường đi thuần quán đấy nó rất là gian khổ, nó rất là khó khăn, nó rất là khổ. Còn cái con đường mà đi vào thiền chỉ quán này thì nó rất là an nhàn. Nên là được ví dụ như là một cái người mà dùng con thuyền để đi qua biển, thì cái người đấy chỉ ngồi trên thuyền để cho con thuyền nó nổ máy, nó đi qua thì nó nhàn. Còn một người thì tự mình bơi, tức là không có dùng thuyền bơi, dùng hai cánh tay làm cái mái chèo bơi bơi qua biển thì sẽ vất vả hơn. Thì cái người mà thực hành thiền tuệ mà không hành qua thiền quán là vậy, là người đang dùng cánh tay mình để bơi, nỗ lực tự thân. Còn cái người mà thực hành thiền định trước tuệ sau là giống như người ngồi trên thuyền để mình đi qua biển, người đấy sẽ cảm thấy nó an nhàn khi mà xuất ra khỏi định rồi mà quán nó không mệt. Còn những người mà không có thiền định thì xuất ra quán nó rất là mệt. Nó khác nhau vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tứ Hải. Dạ con thưa sư, khi bị người khác hiểu nhầm ý tốt của mình thì mình nên làm gì ạ? Mình nên giải thích hay im lặng ạ? Khi bị người khác hiểu nhầm ý tốt của mình, ở đời hiểu lầm nhau là chuyện bình thường, vẫn có những cái sự hiểu lầm lẫn nhau. Hiểu lầm lẫn nhau thì tốt nhất là mình hãy nên nói cho nhau rõ cái lòng tốt của mình để cho người ta khỏi hiểu lầm. Mình phải nói ra người ta mới hiểu được chứ, mình không nói thì người ta vẫn cứ nghĩ mình là người xấu, mình bị oan uổng. Nên là ai hiểu lầm mình thì mình hãy cố gắng mà giải thích, tìm thời cơ thích hợp mà giải thích, để bắt đầu giải tỏa cái mối hiểu lầm đấy. Thì lúc đấy mọi người hiểu nhau rồi sẽ thấy trân trọng nhau hơn. Còn hiểu lầm nhau là nguy hiểm lắm. Đời sự hiểu lầm nhau là sẽ đưa đến rất là nhiều những cái sự đấu đá, sự thù hiểm nhau đó. Cho nên là cần phải có sự giải bày, trình bày, giải thích cho nó phù hợp. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Linh Tịch. Dạ, con kính bạch sư, niệm về tâm từ thì thuộc loại niệm về gì trong tứ niệm xứ ạ? Đại tâm từ đến chúng sinh khác, đại tâm từ thì mình chú trên cái hình ảnh của một cái người khác thì nó phải có cái hình ảnh đấy. Thì đại tâm từ thì cũng mình có thể gọi là niệm thân cũng được, mà niệm pháp cũng được, một cái pháp thiền đại tâm từ, hoặc là niệm thân nhờ hướng tâm đến một cái người khác thì nó cũng có hình ảnh của cái người đó hiện ra, giống như là quán 32 thể trược nó có cái hình ảnh của những cái thể trược đó nó hiện ra, mình cũng định tâm được ở trên đó. Thì đại tâm từ cũng vậy, mình quy nó về niệm thân cũng được, mà quy về niệm pháp cũng được. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Đăng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, con thưa sư, giai đoạn đầu tu tập thì mình có nên các pháp là vô thường, khổ, vô ngã luôn không ạ? Hay là mình nên tu tập vào một đề mục nhất định để đắc các tầng thiền rồi sau đó mới quán vô thường, khổ, vô ngã ạ? Lúc mới tập mà quán vô thường, khổ, vô ngã nó chỉ là quán trên khái niệm. Quán trên khái niệm mà cũng giống như là một cái người mà mong chứng niết bàn nhưng mà chưa biết niết bàn là gì cả. Một cái người mà quán vô thường của vô ngã thì mình chỉ thấy được vô thường của vô ngã trên các cái pháp tục đế chứ không thấy được trên pháp chân đế, nên nó không đi đến giác ngộ, nhưng nó có sinh khởi tâm thiện. Ví dụ như là một cái người đấy thấy lá nó
vàng nó rụng xuống, nó khô héo, mình hay quét lá hàng ngày, mình sẽ giác ngộ được vô thường. Thì đất trời nó thay đổi, bốn mùa nó thay đổi như thế, đấy là vô thường. Hay là những cái người nào mà hay thấy người chết thì mình cũng thấy tính vô thường, nhưng mà đấy đều là vô thường trên cái niệm, trên cái pháp tục đế. Và những cái pháp đấy nó chỉ sinh khởi tâm thiện mà nó không sinh khởi được trí tuệ giác ngộ. Thì thỉnh thoảng mình cũng niệm một chút, thỉnh thoảng mình vẫn có thể quán hay là đọc những cái bài kệ mà Đức Phật hay nhắc nhở đến cái tính vô thường ấy. Thì để cho mình biết rằng cái mục đích của mình phải cần giác ngộ ra. Nhưng mình không được hiểu lầm, không được nghĩ rằng tôi thấy cái lá nó rụng xuống là tôi đã giác ngộ chân lý, đấy là vô lý. Hay là tôi thấy người kia già bệnh chết thì tôi giác ngộ, không phải. Thì khi nào mình thấy được các cái pháp chân đế danh sắc, hay thấy được năm uẩn đấy, nó sinh diệt theo từng sát na, hay sinh diệt theo nhân duyên, vô minh diệt, hành diệt đấy, hành diệt thức diệt, danh sắc lục nhập diệt đấy, thì nó mới giác ngộ được tứ thánh đế. Nên là hai cái sự quán nó khác nhau. Một là mình quán để phát triển tâm thiện thì cũng được, nhưng mà nó không đi đến giác ngộ được. Thì thỉnh thoảng mình quán một tí để nó đối trị những cái phiền não thì vẫn được. Nhưng mà quán ít thôi, chủ yếu là mình chánh niệm trên cái pháp thiền của mình cho nó thâm sâu đã. Còn sau này mình quán trên pháp chân đế mới đúng, mới đúng là chánh trị. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lục Quang. Dạ con thưa sư, ánh sáng phát sinh khi tu tập thiền là cái gì ạ? Năng lực và giá trị của nó trong việc phát triển định như thế nào ạ? Khi mà mình chú tâm trên một cái gì đó thì tâm mình nó sẽ thanh tịnh ra. Ví dụ như là chú tâm trên hơi thở thì dần dần mình phải xua đuổi những cái tâm bất thiện đi. Tham dục nó đến phải đuổi đi, sân hận, hôn trầm, tụy miên, trạng hối, hoài nghi, những cái câu uế, những cái triển cái nó đến thì mình đuổi nó đi. Thì cái tâm nó không có năm cái triển cái, nó rất là thanh tịnh. Do mình chú tâm trên một cái đề mục thiền, thì mình chú tâm trên cái gì mà nó ni được năm cái triển cái đấy, nó cũng đều trở nên thanh tịnh. Thì cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó phát ra những cái sắc do tâm sinh. Nó rất là cao thượng. Để trong đó thì nó sẽ có màu, trong cái sắc nó có đất nước lửa gió mà, có màu, có mùi, có vị, có dính chất. Thì trong đó cái yếu tố lửa nó là mình sẽ thấy nó sáng, cái yếu tố là màu của sắc của nó, thì cái ánh sáng ấy chính là màu, màu của cái sắc do tâm mình sinh ra. Rồi cái tâm thanh tịnh cao thượng định tĩnh của mình nó sinh ra, thì cái tâm nó càng thanh tịnh, càng định tĩnh thì nó phát ra cái quang tướng càng rực rỡ, cái ánh sáng nó càng mạnh mẽ, càng tỏa chiếu. Cái đấy nó cũng gọi là ánh sáng trí tuệ. Thì đấy mới là cái chánh, là cái trí tuệ của mình, để mình thấy ra được những cái pháp mình không thấy. Ví dụ như là một cái người mà tu tập mà chứng được túc mạng trí, vị đấy thấy được những đời kiếp quá khứ của mình, rồi những nét đại cương hay chi tiết, thì vị đó thấy dưới cái ánh sáng đấy. Mọi người phát triển thiên nhãn trí, vì đó muốn thấy một chúng sinh ở cõi địa ngục hay cõi thiên giới, thì vị đó phải hướng cái ánh sáng đấy. Thì ánh sáng là tâm mình hướng đến đâu nó sáng đấy, thì vì đó mới thấy được các cái chúng sinh ở cái cõi địa ngục, cõi thiên giới, thì vì đó mới thấy được nó có các cái cõi hóa sinh đó, mà sắc của họ rất vi tế, mắt thường mình không thấy. Mà cái thiên nhãn là cái tâm thanh tịnh định tính của mình nó lại thấy được. Hay là trong cái thân này mình gọi là cái thân tứ đại, mình có thể nhìn thấy nó chỉ là cái thân thôi, nhưng mà cái ánh sáng đấy mình sẽ nhìn xuyên nó vào thân này được. Mình thấy nhìn thấy tim gan phèo phổi, các cái thức ăn nó nằm ở trong thân, nước phân nước tiểu đều ở trong đấy, mình mới thấy được cái tên bất tịnh của thân. Mình mới thấy được có cái con giun, con sán, con bọ, con giòi nó ở trong đấy. Mình mới thấy là cái thân này là cái nhà xí của những con đấy, là thức ăn của nó, là cái chỗ sinh trưởng, cái chỗ chết chóc của nó ở đấy. Mình mới thấy ghê gớm. Hay là mình mới thấy được những cái hạt sắc, những cái tâm, những cái nội tình tâm nó sinh khởi. Như như bình thường ấy, cái người không có định, không có cái ánh sáng đấy, không biết tâm nó sinh ở đâu. Nên là cái kiến thức phổ thông ở thế gian, người ta bảo là tâm nó ở trên não này, nó các dây thần kinh này. Nhưng mà khi mà một cái người có định rồi tìm đấy, mình sẽ chẳng thấy cái tâm nào. Tâm nó phát triển ở cái giác quan, nhãn tịnh sắc, và trí tịnh sắc, ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thì đấy là do mình có cái ánh sáng của cái tâm đấy, nhờ hành thiền đấy, mình mới thấy được những cái pháp đấy. Đấy mới gọi là mình giác ngộ các sự thật. Còn bình thường này, người ta toàn sống với những cái ảo tưởng, em bị vô minh che nấp, do mình không thấy được cái sự thật. Cần phải hành thiền thì mình thấy được cái sự thật, để nó khác với những gì mà mình đã học hỏi trên cuộc đời, trên thế gian này. Cái pháp của Phật là đến
để mình thấy. Để muốn thấy thì mình phải có cái tuệ nhãn ấy mình mới thấy được. Đấy là cái trí tuệ đấy. Nên là cái ánh sáng ấy là trí tuệ. Trí tuệ đấy mình thấy các sự thật là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Tịch. Dạ, con kính bạch sư, danh sắc là có thật hay tất cả chỉ là cảnh do tâm sinh ạ? Danh và sắc thì nó luôn luôn vô, nó tùy theo cái nghiệp, tùy theo tâm, tùy theo cái thời tiết mà nó sinh ra. Ví dụ như là mình sẽ nhìn thấy những cái cảnh ở bên ngoài nó là cảnh sắc ấy. Ví dụ mình nhìn thấy một ngôi nhà, giờ mình nói là cái ngôi nhà này thật hay là cho tâm nó sinh. Nhìn thấy một ngọn núi, mình sẽ nói là cái ngọn núi này nó là thật hay cho tâm sinh. Đất trời có cây hoa đá, vạn vật thì chúng sinh muôn loài đây, là có hay là không có. Nhưng bây giờ nói rằng là không có thì ai đang ngồi đây? Vậy thì mình nói rằng là có những cái chúng sinh này là thật. Vậy thì 100 năm nữa họ đi đâu? Vậy thì nó có là do duyên nó sinh, nó diệt là do duyên nó diệt. Cái này có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nhưng như là người ta có nghiệp ở quá khứ, có cái tâm, có thời tiết, có vật thực, người ta mới có cái thân âm uẩn này. Nếu khi nào người ta hết nghiệp, hết tâm, hết thời tiết, hết thức ăn rồi, người ta sẽ không còn thân này nữa. Vậy thì khi cái này có, cái kia có, khi cái này không, cái kia không. Hiểu như vậy đỡ phải vòng, đỡ phải đi tranh luận gì. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh ạ. Dạ, con kính thưa sư, một thiền sinh quán các kiếp sống quá khứ ở tầng tuệ phân tích duyên khởi của thiền quán như thế nào ạ? Nếu mà vị đó đầu tiên thì vị đó phải phân được danh và sắc rồi. Sau đó vị đó muốn hướng về kiếp sống quá khứ thì vị đó phải khởi lên một cái phiền não luôn. Khởi lên phiền não luôn tức là vị đó có thể là đi lễ Phật và cúng dường lên Đức Phật một chai nước, bông hoa hay bất cứ cái gì đó. Xong là lúc đấy vị đó sẽ khởi, khi mà mình khởi lên cái ý muốn cúng dường đấy, mình hướng luôn xuống cái ý môn, mình sẽ thấy những cái tâm đại thiện dục giới nó sinh lên. Tâm đại thiện dục giới đấy thì nó có 34 tâm hoặc là 33, 32 tâm tùy theo nó có hỷ có trí hay không. Thì nó có những cái tâm thiện dục giới đấy. Xong là lúc đấy mình phải khởi lên một cái ước nguyện là mong cho con kiếp sau được sinh làm người, được chứng đắc niết bàn, ví dụ như thế nhé. Thì cái ước nguyện đấy là phiền não luôn, còn cái hành động đấy là nghiệp luôn. Phải có hai cái này, nghiệp luôn với phiền não luôn này. Thì cái phiền não luôn ấy thì nó sinh ra cái nội tâm tham tà kiến cho mình ước mong được lại làm người. Đấy là mình ảo tưởng, tưởng là người là có thật, thì nó có cái nội tâm tam tà kiến của cái tâm vô minh. Rồi mình tham ái với kiếp người thì nó có cái tâm tam tà kiến của tham ái. Mình chấp thủ vào cái kiếp người nó là chấp thủ, nó cũng là tâm tam tà kiến. Cái hành động dâng cúng Phật thì nó là nghiệp hành. Và cái hành động ấy nó thành tựu, nó để lại cái nghiệp hữu. Vậy cho nên là nó có năm cái đấy được gọi là phiền não luôn. Rồi mình nương vào cái danh và cái sắc của phiền não luôn đấy, mình đi dần 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 về cái quá khứ ngày hôm qua, quá khứ một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm trước. Rồi dần dần mình đi về cái thời điểm bắt đầu mình tái sinh ở trong bụng mẹ. Tức là mình sẽ thấy cái sát na đầu tiên đi đầu thai. Thì mình sẽ thấy lúc đấy nó có cái tâm tục sinh, có cái sắc tục sinh. Mình phân biệt được cái sắc tục sinh, cái tâm tục sinh đấy rồi mình chỉ khởi lên một cái ước muốn là cái nhân duyên nào mà mình có cái danh sắc này thì lúc đấy cái tâm đi xuyên về thời điểm cận tử của kiếp trước. Mình sẽ thấy một cái xác chết nó hiện ra ở đó. Nếu mình là xác con bò, mình sẽ thấy có con bò nó chết đang nằm đấy. Như là con người, mình sẽ thấy cái xác người chết đang nằm đấy. Hay là mình là một vị chư thiên thì mình sẽ thấy cái hình ảnh cận tử vị chư thiên ở đó. Hay là kiếp trước mình là ai, lúc đấy mình sẽ thấy cái hình ảnh đó. Sau đó mình đi vào cái xác trái tim của hình ảnh đó, mình sẽ phân biệt ra được là lúc đấy mình đang chết với cái nghiệp gì. Mình chết với cái, mình đang chết cái thời điểm cận tử đấy, cái tâm của mình nó bắt vào nghiệp gì. Nếu như là nó bắt vào một cái nghiệp mình đang lễ Phật thì mình sẽ thấy cái hành động lễ Phật. Mình đang bắt vào cái nghiệp mà là mình đang ngồi thiền hay là đang nghe pháp hay đang bố thí, đang cúng dường, đang cung kính, đang phục vụ hay đang một cái thiện nghiệp gì đó. Có nghĩa là một cái người mà sinh lại cõi người này
là một cái nghiệp thiện của kiếp trước. Tức là cái thời điểm cận tử kiếp trước mình phải là có một cái thiện nghiệp. À, có thể là ví dụ như là có những cái người người ta hướng về kiếp trước, người ta thấy rằng họ là một con chim, nhưng mà họ nhìn thấy một cái vị sa môn, vị người tu mà người ta khởi đến cái tâm hoan hỷ chẳng hạn. Cái chết người ta người ta nghĩ đến hình ảnh của cái người tu đấy với cái tâm hoan hỷ, vậy mà người ta sinh lại làm người cũng được. Đấy là cái thiện nghiệp. Hoặc là có thể kiếp trước người ta làm một cái vị chư thiên, thế là người ta đã từng được nghe một cái vị nào đấy thuyết pháp, người ta hoan hỷ. À, hoặc là người ta từng gặp thấy Đức Phật, hoặc người ta thấy tượng Phật, hoặc người ta thấy bảo tháp Đức Phật, người ta đảnh lễ những cội bồ đề bảo tháp, hay là bức tranh Phật, tượng Phật, thì đấy đều là những cái thiện nghiệp khiến cho người ta sinh lại cái cõi dục giới, là cái cõi người mà cõi chư thiên này. Đấy là sẽ thấy lại được những cái nghiệp ở kiếp trước như vậy. Có thể hướng về kiếp quá khứ 2, 3, 4 thì muốn hướng về bao nhiêu kiếp cũng được, vì theo định của mình nó sâu thì mình sẽ quán được nhiều. Dạ con thưa sư, các câu hỏi của hành giả gửi lên đã hết rồi ạ. Chúng con xin tri ân sư ạ. Mọi người có ai hỏi nữa không? Hỏi nữa thì không hỏi thì mình sẽ hồi hướng. Dạ, dạ thưa sư, dạ sư cho con xin hỏi hai câu ạ. Dạ thưa sư, là giống như trong bài kinh vừa rồi thì Đức Phật dạy các cái đề mục về quán thân á sư. Thì sư cho con hỏi là khi mà ở cấp độ thực hành á, chẳng hạn như mình hành niệm hơi thở mà mình thấy đến lúc nào mà mình cảm thấy nó khó khăn quá hay là sao thì mình mới chuyển qua cái đề mục như là 32 thể trược ạ, hoặc là cái đề mục khác ạ. Đấy là ví dụ như một cái người mà thực hành thiền hơi thở mà cảm thấy nó không phù hợp ấy, mãi mà nó không thành tựu, mình sẽ thay đổi được. Mình sẽ thay đổi, ví dụ mình quán chuyển sang quán 32 thể trược cũng được, quán tứ đại cũng được, quán sắc chết cũng được, quán bất cứ chuyển sang đề mục nào cũng được nếu như mình cảm thấy nó không tiến bộ. Hoặc là một cái người thực hành thiền đắc thiền hơi thở rồi, mình muốn hành thêm những thiền định khác như là 32 thể trược, các pháp khác cũng được. Một là mình sẽ hành thêm cho nó có nhiều pháp thiền định rồi mới chuyển sang thiền quán, hoặc là chỉ thành một pháp thiền định rồi chuyển đi thẳng vào thiền quán thì cũng đều được hết. Chỉ thành mỗi thiền hơi thở thôi, sau đó lại quán về danh sắc nhân duyên để vô thường của bốn ngã là đi đến niết bàn luôn, không cần phải đi hết 40 để một thiền định cũng được. Nhưng mà cũng có người thì muốn thực hành hết tất cả các pháp thiền định trước rồi mới chuyển sang thiền quán sau thì cũng được. Tức là trong cái pháp Đức Phật dạy rất là đa dạng phong phú mà uyển chuyển, chứ không cố định ép buộc mình phải theo một cái canh này. Mình có thể thay đổi tùy theo ý thích của mình. Tập cái đề mục này một thời gian không phù hợp thì thay đổi đề mục khác đều được hết. Thì lúc nào thiền định cũng chỉ làm nền tảng để phát triển thiền tuệ. Mình chọn một cái đề mục thiền định nào được làm nền tảng để phát triển chánh niệm này, thân thọ tâm pháp này, chọn gì cũng được để phát triển chánh niệm để đi đến niết bàn. Nên là vậy nên là mới gọi là Đức Phật dạy cái 80.000 84.000 pháp môn đi đến niết bàn, không phải ít, không phải khác nhau một chút, nhưng mà nội dung thì đều có sự giống giống nhau cả. Cuối cùng là vẫn phải tuệ tri được danh sắc, tuệ tri ra được cái tính sinh khởi, tính đoạn diệt, tính sinh diệt, tức là tuệ tri ra được danh sắc, tính nhân duyên, sinh diệt vô thường của vô ngã của nó thì mới đi đến niết bàn, đi đến chánh trí được. Dạ, dạ thưa sư, cho con hỏi câu thứ hai là khi mà mình quán 32 thể trược á sư, thì có cái trường hợp nào á mà có những cái hành giả mà họ lại thích hợp mà quán một trong những cái thể trược đó nó dễ dàng hơn những cái thể trược khác không, hay là khi mà hành thì mình sẽ phải hết 32 cái luôn ạ? Khó, nhất là hành 32 thể trược này, một người đấy cũng sẽ hiểu được cái ba la mật của mình phù hợp với cái gì. Ví dụ như là có những người hành những cái gì mà nó cái trắng thì nó rất là rõ, những cái đen thì rất là không rõ. Và có những người thì cái gì nó màu đen thì rất là rõ, màu trắng thì không rõ. Có những người thấy cái màu đỏ rất là dễ, màu vàng không dễ. Có những người màu vàng dễ, màu đỏ không dễ. Tức là có những người thấy cái gì nó cũng dễ. Vậy thì cái này nó cũng là ba la mật của mỗi người. Ví dụ người nào mà có những cái đã từng hành casina trắng nhiều ấy, thì bây giờ quán đến những bộ xương rất là dễ, và quán những cái gì nó có màu trắng rất là dễ. Có những người đã thực hành casino đỏ thì bây giờ cứ quán cái gì màu đỏ máu chứ thì rất dễ. Có những người ta đã từng hành cả 10 casino rồi thì quán gì nó cũng dễ. Có những người chưa hành cái nào thì quán gì nó cũng khó. Thế là mỗi người. Dạ. Con tri ân sư.